Để thua Philippines, tuyển nữ Việt Nam vẫn vào bán kết với ngôi nhất bảng. Nguyễn Thị Oanh lập cú hat-trick huy chương vàng phi thường tại SEA Games 32. Đánh bại nhà vô địch thế giới, thể dục dụng cụ Việt Nam giành vàng tại SEA Games 32. Vào chiều ngày hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu cuối cùng tại vòng bảng SEA Games 32, gặp đối thủ rất khó nhằn là đội tuyển nữ Philippines. Hiệp 1, hàng thủ tuyển nữ Việt Nam mắc sai lầm. Ở phút thứ 11, sau một tình huống phòng ngự thiếu tập trung, Trần Thị Kim Thanh rơi vào thế đối mặt với tiền đạo Philippines. Thủ môn tuyển nữ Việt Nam buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Sau đó, Sarina Boden thực hiện cú đá phạt đền quyết định, giúp Philippines vươn lên dẫn trước ở phút thứ 13. Phút thứ 41, cầu thủ mới vào sân Mỹ Anh có pha tạt bóng khó chịu, khiến thủ môn Philippines cản phá lỗi. Sau đó, Bích Thùy băng vào để đệm bóng chính xác, gỡ hòa 1-1 cho tuyển nữ Việt Nam. Sang đến hiệp 2, thế trận vô cùng bế tắc. Nhưng chính lúc này, Philippines có bàn thắng từ tình huống cố định. Phút 83, họ được hưởng một quả đá phạt bên cánh trái. Bóng được treo thẳng vào trong và Hali Long bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-1 cho Philippines. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Mặc dù đội tuyển nữ Philippines đã vượt qua đội tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu cuối cùng ở bảng A môn bóng đá nữ SEA Games, tuy nhiên đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung mới là đội có tấm vé vào bán kết với ngôi đầu bảng, với 6 điểm với hệ số là dương 4. Philippines có được 6 điểm nhưng chỉ có hệ số là dương 1, không đủ để cạnh tranh chiếc vé vào bán kết cùng Myanmar. Đội đã có được 6 điểm và hệ số là dương 3. Ngày hôm nay, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam thi đấu ấn tượng và giành liên tiếp 3 huy chương vàng tại SEA Games 32. Ở bài thi chung kết, nội dung vòng treo nam đạt độ khó cao. Màn tiếp đất hoàn hảo đã giúp vận động viên của thành phố Hồ Chí Minh là Khánh Phong đạt 14.200 điểm, trực tiếp đánh bại nhà vô địch thế giới Carlos Yulo chỉ đạt 14.000 điểm. Vận động viên Đặng Ngọc Xuân Thiện cũng đã đoạt về chiếc huy chương vàng thứ 3 cho thể dục dụng cụ Việt Nam ở nội dung ngựa tay quay. Với điểm số 13.450 điểm, độ khó 5.700 điểm, Xuân Thiện vượt qua Lim Jun Di Kelson, Singapore và Muhammad Sarun Ami của Malaysia giành chức vô địch và bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games. Ở nội dung nhảy chống nam, vận động viên Trịnh Hải Khang tổng điểm 14.050 điểm giành huy chương đồng, xếp sau hai đối thủ Miguel Esirio của Philippines và Surin Tonta của Thái Lan. Ở nội dung xà kép, cựu binh Đinh Phương Thành cũng giành huy chương bạc nhưng không lâu sau đó, Phương Thành đã xuất sắc giành về chiếc huy chương vàng nội dung xà đơn với thành tích 13.500 điểm. Đây cũng là chiếc huy chương vàng thứ tư của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam. Chiều nay, bóng chuyền nữ Việt Nam đã có trận ra quân tại SEA Games 32 với cuộc chạm trán đội tuyển Singapore. Thận trọng trong set đầu tiên, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đưa ra đội hình mạnh nhất. Thế trận một chiều đã thấy rõ và nghiêng về phía Việt Nam khi các cầu thủ không gặp khó khăn trước hàng chắn của đối phương. Ngay ván đầu tiên, lần lượt Thanh Thúy rồi Hoàng Thị Kiều Trinh liên tục đập bóng hiệu quả, ghi điểm trước đối thủ. Kết thúc ván đấu, đội tuyển Việt Nam thắng nhanh với kết quả 25-13. Không quá khó khăn trong set đấu tiếp theo, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chuỗi ghi điểm liên tiếp, những tình huống phát và đập bóng đầy uy lực. Không có gì bất ngờ khi đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục giành chiến thắng 25-8 trong set 2. Set đấu sau đó, ngoài Thanh Thúy, Kiều Trinh thì các tay đập như Trần Tú Linh, Vi Thị Như Quỳnh hay Đoàn Thị Xuân, Phạm Thị Nguyệt Anh cũng được cơ hội ra sân tập dượt, để rồi đội nữ Việt Nam lần lượt thắng dễ 25-7. Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng với kết quả 3-0 trước đội tuyển Singapore. 17:30 ngày hôm nay, Nguyễn Thị Oanh bước vào tranh tài nội dung 1.500m nữ. Nguyễn Thị Oanh đã bỏ xa các đối thủ còn lại ở ngay những bước chạy đầu tiên. Nguyễn Thị Oanh đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng với thành tích là 4:16:85. Vận động viên về thứ hai là Bùi Thị Ngân của Việt Nam với thành tích 4:24:57 và giành huy chương bạc nội dung 1.500m nữ tại SEA Games 32. Sau đó 20 phút, Nguyễn Thị Oanh nhanh chóng chuẩn bị thi đấu nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Ở những vòng chạy đầu, Nguyễn Thị Oanh chủ động chạy sau một vận động viên Philippines. Đây là chiến thuật hợp lý cho vận động viên sinh năm 1995 khi cô mới thi một nội dung khác cũng cùng cự ly dài. Ở vòng đấu cuối cùng, Nguyễn Thị Oanh đã vượt lên và bứt phá để tạo ra khoảng cách với đối thủ để cán đích đầu tiên với thành tích 10:34:39, giành huy chương vàng thứ 3 tại SEA Games 32.
Bên cạnh đó, vận động viên Nguyễn Thị Thương giành tấm huy chương đồng ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. SEA Games 32 với khẩu hiệu Thể thao sống trong hòa bình sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023, khai mạc ngày 5 tháng 5 năm 2023. Đây là lần đầu tiên Campuchia đăng cai đại hội thể thao lớn nhất khu vực và cũng là lần tổ chức có số lượng bộ huy chương kỷ lục. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu vào top 3 toàn đoàn với 100 đến 120 huy chương vàng. SEA Games 32 cũng là bước chuẩn bị quan trọng của thể thao Việt Nam cho ASEAN 19 sẽ diễn ra tháng 9 tại Trung Quốc. Đặc biệt lần này, ngoài nhiều môn thi đấu quen thuộc như bóng đá, điền kinh, bơi lội, quyền anh, cầu lông, chủ nhà Campuchia còn đưa vào nhiều môn thi đấu mới lạ, đáng chờ đợi. SEA Games 32, đại hội thể thao lớn nhất khu vực, hấp dẫn, quyết liệt, fair play. SEA Games 32, thể thao sống trong hòa bình từ 29 tháng 4 đến 17 tháng 5 năm 2023 tại Campuchia. Sáng ngày hôm nay, tại nhà thi đấu Choi Chang Va ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, đội tuyển Võ Việt Nam Việt Nam bước vào thi đấu hai nội dung chung kết đa luyện vũ khí nữ, một nữ đa luyện ba nam và song luyện kiếm nữ. Trong đó, các võ sĩ Lâm Thị Thủy Mị, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm và Lâm Chí Linh đã xuất sắc giành vàng ở nội dung đa luyện vũ khí nữ khi đạt tổng điểm 454, hơn 14 điểm so với đội chủ nhà. Campuchia giành huy chương bạc. Trong khi đó, hai võ sĩ Lâm Thị Lời và Nguyễn Thị Tuyết Mai cũng giành huy chương bạc ở nội dung song luyện kiếm nữ môn võ Việt Nam với tổng điểm 446. Chiều cùng ngày, các võ sĩ Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn và Lê Phi Bảo đạt tổng điểm 273, cao nhất phần thi chung kết nội dung đa luyện vũ khí nam và giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Campuchia đạt huy chương bạc với 265 điểm, Lào và Myanmar giành huy chương đồng cùng được 263 điểm. Ở SEA Games 32, đội tuyển đột kích Việt Nam đến giải đấu với tư cách là đương kim vô địch, từng có cơ hội cọ sát tại nhiều giải đấu quốc tế và thế giới. Vậy nên mục tiêu của đột kích Việt Nam rất rõ ràng, đó là bảo vệ tấm huy chương vàng, tiếp nối và phát huy thế mạnh của thể thao điện tử nước nhà. Sau khi kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, chiều ngày hôm nay, các chàng trai của chúng ta bước vào trận chung kết tranh huy chương vàng với đối thủ là Indonesia. Trước một đối thủ đã từng đối đầu tại vòng bảng, cộng thêm đẳng cấp vượt trội xứng tầm vị thế của đội tuyển đột kích top 1 Đông Nam Á, đội tuyển đột kích Việt Nam không mất nhiều sức lực để giành chiến thắng cách biệt 3-0, qua đó mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho eSports Việt Nam tại đại hội lần này. Khép lại ngày thi đấu mùng 9 tháng 5, đoàn thể thao Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp với 40 huy chương vàng, 30 huy chương bạc, 43 huy chương đồng. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam duy trì ở vị trí thứ 2 khi có 39 huy chương vàng, 39 huy chương bạc và 46 huy chương đồng. Nước chủ nhà Campuchia tụt xuống vị trí thứ 3 với 39 huy chương vàng, 39 huy chương bạc và 39 huy chương đồng. Các huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay đến từ các bộ môn võ Việt Nam, cờ ốc, thể dục dụng cụ, eSport và điền kinh. Ngày mai mùng 10 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam bước vào tranh tài nhiều nội dung quan trọng và được kỳ vọng mang về thêm nhiều tấm huy chương vàng. Bộ môn điền kinh, bơi, nhảy cầu bước vào chung kết ở nhiều nội dung. Trong khi đó, bóng chuyền nữ sẽ chạm trán Philippines vào lúc 17 giờ. Ngoài ra, trong ngày mùng 10 tháng 5 còn diễn ra các môn như cầu lông, bóng rổ 5x5, bia, boxing, eSport, golf, cuôn Khmer, pencasilat, bi sắt, bóng bàn, tennis và ủ xù. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nhật ký SEA Games 32 ngày hôm nay trên Nextport. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành, quan tâm và theo dõi. Đừng quên like và subscribe, cùng tiếp tục ủng hộ những tin tức liên quan tới SEA Games 32 trên các nền tảng Nextport. Xin chào và hẹn gặp lại ở những nhật ký tiếp theo.